Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về đồ định hình Compressed Garment. Thế thì các bạn sẽ có thắc mắc là tại sao phải sử dụng đồ định hình vậy? Bởi vì các bạn chưa biết về đồ định hình, về những tính năng tuyệt vời của nó. Vậy đồ định hình, điều đầu tiên các bạn nhớ rằng nó không giống như đồ lót chật. Khác nhau ở chỗ, đồ lót chật là mang tính thời trang, nó giúp cho các bạn siết bó cơ thể gì đấy. Vậy khi siết bó cơ thể thì các bạn làm hạn chế sự vận chuyển của tuần hoàn máu, cũng như một hệ rất quan trọng, đó là hệ mạch bạch huyết. Trong cơ thể của chúng ta có hai sự vận chuyển về nước. Một là hệ tuần hoàn như các bạn biết rồi, hai là có hệ bạch huyết nữa. Nói nôm na giống như là cơ thể mình dành ra một cái hệ thống an ninh, một hệ thống điều quân riêng biệt. Tức là khi có nhiễm trùng, khi có biến chuyển gì đó, khi có tế bào lạ gì đó, thì cái hệ thống mạch bạch huyết này sẽ hoạt động mạnh lên. Và cái hệ thống đó di chuyển bằng một đường khác nhau. Thế thì đồ lót chật là chặn cả hai đường này. Tuy nhiên đồ định hình thì không bao giờ chặn cái con đường an ninh, chặn con đường bảo vệ điều quân đi của cơ thể của chúng ta cả. Và do đó sự khác nhau là nằm ở chỗ đó. Đi vào chi tiết, các bạn có thể mặc đồ định hình để tạo dáng được. Điều này lấy ví dụ giống như là các bạn trồng một cái cây ở ngoài đường nhé. Cái cây đó nó sẽ ra tán lá xum xuê, xồ xề thành một cái bụi cây. Thế nhưng các bạn muốn nó trở thành một cái gốc cây bonsai thì buộc các bạn phải bó theo kiểu hình con rồng, con rắn, hình cái tháp gì đó. Vậy đồ định hình nó có ý nghĩa là như vậy, tức là nó bó cơ thể của các bạn để giữ cho các bạn cái dáng, chỗ này cong, chỗ này nhô, chỗ này nó ra hình chữ S như vậy. Vậy thì nếu như các bạn áp dụng đồ định hình đơn thuần, các bạn sẽ xuống được ngay, ví dụ dòng 2 nhé, các bạn sẽ có 2 tuần đầu xuống được 1 size. Có nghĩa ví dụ các bạn đang mặc size 37, các bạn sẽ xuống được size 36. Nhờ cái tính năng là nó ép nước trong tế bào, thay vì bình thường nước trong tế bào chiếm khoảng tầm 60-65%, thì bây giờ nước đang trong tế bào mỡ của bạn nó chiếm lên đến 80-85%. Thì đồ định hình nó sẽ ép cái nước lại, giống như chúng ta vắt quần áo vậy, ép lại. Và 4 tuần sau nữa các bạn mặc đồ định hình nữa thì nó xuống thêm một size quần nữa. Như vậy tối đa của đồ định hình đối với lại vòng 2 khoảng 2 size cho khoảng 6 tuần. Đó là cam kết của chúng tôi như vậy. Vậy thì đi vào ý nghĩa của đồ định hình. Điều đầu tiên, đối với tất cả các bạn nữ, việc mặc đồ định hình sẽ giúp cho cái sợi collagen bên dưới da luôn săn chắc. Và như thế nó làm cho lớp da của bạn phẳng phiu, không bao giờ có những lợn cợn, mà trong thẩm mỹ gọi là cellulite. Các bạn hay nhìn ở vùng bụng hoặc là vùng mặt sau đùi, các bạn thấy nó có những cái lớp nếp lợn cợn, đó là do cái mỡ trắng, cái mỡ xấu đó, nó đọng lại ở dưới da. Thì bây giờ với áp lực của đồ định hình thì cái mỡ trắng nó không đọng lại được. Ý nghĩa thứ hai là đồ định hình nó giúp cho cái sợi collagen vững chắc như vậy, thì nó làm cho cái da bụng của bạn không có bị rạn nứt nữa, không có bị chảy nhão nữa. Và như thế các bạn nhìn cái lớp da nó luôn có một cái sự căng phẳng, giống như là các bạn bổ sung cái filler ở dưới da vậy. Và điều thứ ba là ở những bạn ngồi ở văn phòng nhiều thì cái vòng 2 nó luôn nhô ra phía trước, nó làm cho cái bụng có dáng phệ cả nam và cả nữ. Vậy thì đồ định hình nó giúp cho cái dáng của các bạn luôn thon gọn, không bao giờ có sự xồ xề ra ở bất kỳ vùng nào, vì nó luôn tạo ra một cái áp lực nhẹ lên trên bề mặt da. Điều sau cùng còn một ý nghĩa nữa, đó là nó giúp cho các tĩnh mạch sâu của chúng ta không có bị suy yếu. Các bạn biết là ở tư thế ngồi, máu trở về tim sẽ rất khó. Muốn trở về tim thì các tĩnh mạch sâu nó phải có những cái chốt chặn như thế này. Theo thời gian,
với việc làm việc ngồi như thế này, thợ may hay là đứng mổ hay là gì đó, thì cái tĩnh mạch sâu nó sẽ bị giãn ra. Và như vậy khi các bạn ngồi lâu thì cái chân nó sẽ phù to ra. Đồ định hình sẽ giúp cho các bạn tránh được tình trạng suy tĩnh mạch sâu. Và đó là bốn cái tính năng của đồ định hình, giúp cho cơ thể các bạn luôn thon gọn, săn chắc, không có mỡ xấu động dưới da, và đặc biệt là không có bụng phệ. Điều ý nghĩa sau cùng của đồ định hình là nó có giá trị sau phẫu thuật. Thì cái đó trong từng phần của phẫu thuật đã giới thiệu với các bạn rồi. Qua đây mong các bạn là tìm hiểu kỹ và nắm chắc được thông tin của đồ định hình, để các bạn có thể tự làm đẹp với đồ định hình, tạo lại một cái vóc dáng thon gọn trong dịp Tết này. Thân ái chào tạm biệt các bạn.